Xin chào tất cả mọi người. Trong bài tiếp tục nói về cách viết thư, thì trong bài này tôi sẽ giới thiệu toàn văn một số các cái mẫu thư. Và khi coi các cái mẫu thư này, thì chúng ta không vội coi cái phần thân của lá thư, phần thân là từ đây. Và chúng ta hãy coi cái phần en-tête và cái phần formule de politesse finale. Trước hết chúng ta xin nhắc lại là trong cái phần trước chúng ta đã nói là ở trong phần en-tête mình dùng danh xưng như thế nào, thì ở trong cái phần cuối thư, cái formula final, chúng ta cũng phải dùng danh xưng như vậy. Đây là một cái lá thư viết cho một cơ sở giáo dục, education, và cái người được nhận lá thư này là ông hiệu trưởng, un directeur d'établissement. Directeur của một trường học thì dùng cho mẫu giáo, tiểu học, cấp 2 và cả đại học nữa, trừ cấp 3. Cấp 3 người ta có cái chữ là provisor, chúng ta sẽ coi trong một lá thư sau. Đây là lá thư viết cho một hiệu trưởng trường học để xin người đó nhận một em vào trong trường làm học sinh. Thì hiệu trưởng của trường là Directeur, Monsieur le Directeur, thưa ông hiệu trưởng. Thì chúng ta có cái phần nội dung. Và tới cuối câu, cuối thư, dans l'attente de votre réponse, trong khi chờ đợi câu trả lời của ông hiệu trưởng, je vous prie de croire, monsieur le directeur, à l'assurance de mes sentiments respectueux. Ở trên chúng ta dùng danh xưng là monsieur le directeur, thì ở cuối thư chúng ta cũng dùng monsieur le directeur. Và chúng ta thấy đây vẫn là một cái câu rất là quen thuộc. Trong khi chờ đợi đọc được cái thư trả lời của ông, thì tôi xin ông nhận nơi đây lời bảo đảm của những tâm tình trân trọng nhất của tôi. Dans l'attente de votre réponse, je vous prie de croire, monsieur le directeur, à l'assurance de mes sentiments respectueux. Donc, từ croire, phải đi với từ à, croire, à. Lá thư thứ hai cũng là lá thư gửi cho một ông hiệu trưởng. Và chúng ta cũng thấy là đây là danh xưng là monsieur le directeur. Đây là cái thân của lá thư. Và cuối cùng chúng ta cũng thấy xuất hiện Monsieur le Directeur, giống như bên trên Monsieur le Directeur, ở dưới cũng là Monsieur le Directeur. Thưa ông hiệu trưởng, Monsieur le Directeur, và cuối thư, dans l'attente de votre réponse, je vous prie de croire, Monsieur le Directeur, à l'expression de mes sentiments respectueux. Thì nó cũng giống trên này, giống lá thư ở bên trên này. Hai lá thư này có một cái cách nói giống nhau. Chúng ta coi cái mẫu thư gửi cho một ông hiệu trưởng. À, un proviseur pour l'informer de la maladie d'un enfant. Viết cho ông hiệu trưởng để báo tin là một em học sinh bị ốm. Hiệu trưởng cấp 3 là le proviseur. Thưa ông hiệu trưởng, monsieur le proviseur. Và chúng ta nói cái nội dung của lá thư sau đó. Veuillez agréer, monsieur le proviseur, l'assurance de mes sentiments respectueux. Ở đây người ta dùng cái động từ agréer thì nó cao hơn cái động từ ở trước. Nhưng mà ở sau này cũng là l'assurance. Veuillez agréer, monsieur le proviseur, l'assurance de mes sentiments respectueux. Lá thư thứ ba cũng là nội dung về của ngành giáo dục, l'éducation. Chúng ta đã nói directeur de l'école là dùng cho trường mẫu giáo, trường cấp 1, trường cấp 2, trường đại học, các cái phân khoa đại học và kể cả các trường bổ túc, các cái trường dạy nghề, các cái trường trung cấp. Như vậy ở đây chúng ta thấy đây là một cái trường trung cấp này. Xin thông tin về một trường về nông nghiệp. Lá thư gửi cho ông hiệu trưởng của trường. Như vậy cũng dùng Directeur de l'école. Các anh chị thấy cái cách trình bày thư này. Ở góc bên trái bên trên là tên của người gửi, Marcel Jean-Jean. Marcel Jean-Jean, 6 rue Tourpierre. Rồi đây là cái địa danh và đây là cái mã bưu điện, 27500. Rồi chúng ta nói cái địa danh này lên là Tri Signol, là ngày 12, le 12 mai, ngày 1900 bao nhiêu đó. Thưa ông hiệu trưởng, Monsieur le Directeur, con trai tôi 17 tuổi, chúng ta nói cái nội dung của lá thư ra. Và cuối cùng, dans l'attente de votre réponse, je vous prie de croire, Monsieur le Directeur, à l'assurance de ma considération distinguée.
Chúng ta thấy cái câu này nó cũng giống như hai cái bài thư, hai lá thư trước, Dans la porte de votre réponse, mình viết thư cho cái người hiệu trưởng của ngôi trường, mình hỏi thăm thông tin hay mình nói một cái điều gì đó và mình đang chờ cái lời hồi đáp, thì chúng ta phải viết như thế này: Dans la porte de votre réponse, trong khi chờ đợi hồi đáp của ông, je vous prie de croire, monsieur le directeur, à l'assurance de ma considération distinguée. Ở đây người ta dùng chữ considération thì cũng giống như là sentiment, cái cảm tình, cái tâm tình của mình. Sau đây là một mẫu thư nói về việc sức khỏe y tế là maladie, bệnh tật của một người phụ nữ, một người vợ đó, viết cho một ông bác sĩ để báo cho cái việc mà chồng mình sẽ tới khám bệnh, visit là đi khám bệnh. Thì đối với bác sĩ chúng ta cũng đã có dịp đề cập, đối với bác sĩ chúng ta dùng monsieur, thưa ông, để chúng ta nói nội dung của cái chuyện mình muốn nói. Và cuối thư, en vous remerciant de ce que vous pourrez faire, trong khi cảm ơn những điều mà ông có thể sẽ làm cho chồng tôi đó, je vous prie de croire, monsieur, à l'assurance de mes sentiments distingués. Chúng ta vẫn thấy cái mẫu này rất là quen này: je vous prie de croire, monsieur, à l'assurance de mes sentiments distingués. Chúng ta thấy cái mẫu này gần như là cái mẫu chung, viết cho mọi đối tượng, mà chúng ta đổi ở đây không phải là ông hiệu trưởng nữa, monsieur là ông bác sĩ, chúng ta chỉ nói là monsieur, và dưới cũng là monsieur, ở đây cũng vậy này, cũng là đối với bác sĩ chúng ta cũng nói là monsieur. Xin yêu cầu một bác sĩ tới khám bệnh tại nhà, demande de visite à domicile à un docteur, demande de visite, cái xin đi khám bệnh, à domicile ở tại nhà, à un docteur, hai cái này, hai giới từ này khác nhau không? Cái này là nơi trốn, cái này là demander, à, chữ a này là do cái cấu trúc động từ này nó đòi hỏi, còn chữ a này là chỉ nơi trốn. Thưa ông, tức là thưa bác sĩ, là monsieur, và chúng ta nói nội dung ra: avec tous mes remerciements, je vous prie de croire, monsieur, à l'assurance de mes sentiments distingués, cũng giống như bên trên. Với tất cả những lời cảm ơn của tôi xin ông, xin bác sĩ đó, tin vào, nghĩ tới, tin tưởng nơi cái sự, các cái tâm tình đặc biệt của tôi. Chúng ta nhìn lên tiêu đề bên trên, chúng ta thấy đây là l'administration, là việc hành chánh, quản lý đó. Et les salariés, salariés, un salarié là một người làm công, là một người ăn lương. Thì đây là cái vấn đề tranh chấp ở trong trong lao động này. Licenciement, bị cho nghỉ việc, một việc cho nghỉ việc. Và cái người này này, cái người đệ đơn này, họ đưa lên thanh tra lao động, l'inspecteur du travail, họ viết thư cho ông thanh tra lao động, à l'inspecteur du travail, au sujet d'un licenciement, về vấn đề của một cái việc sa thải. Đây là tên của người viết đơn, địa chỉ và cái ngày viết đơn: Paris, le 1er décembre 1900. Monsieur l'inspecteur, thưa ông thanh tra. L'inspecteur là một viên thanh tra, nhưng mà khi mình để cái danh xưng ở trên đầu thư thì chúng ta phải nói là Monsieur l'inspecteur, và chúng ta nói cái nội dung ra và cũng dùng danh xưng là Monsieur l'inspecteur, thưa ông thanh tra. Avec mes remerciements, je vous prie d'agréer, Monsieur l'inspecteur, l'expression de mes sentiments distingués. Chúng ta thấy cái cung giọng của cái thư này nó cao hơn các cung giọng ở các thư trước, là bởi vì dùng cái động từ agréer này, rồi dùng cái danh từ l'expression de mes sentiments distingués, không còn là l'assurance nữa và không còn là recevoir nữa. Ở đây là động từ agréer và danh từ l'expression, sự biểu tỏ. Sau đây là một lá thư gửi cho ông thị trưởng. Chúng ta tạm dịch le maire là ông thị trưởng. Ông le maire này tương đương với một ủy chủ tịch ủy ban nhân dân ở bên Việt Nam chúng ta. Như vậy le maire có nhiều cấp, từ cái cấp nhỏ cho tới một cái cấp rất lớn, là một cái thành phố lớn.
chẳng hạn ở thủ đô Paris cũng có ông mayor, thì chủ tịch ủy ban nhân dân của chúng ta cũng có những ông chủ tịch của các cái ủy ban nhỏ như là ủy ban xã cho lên rất là cao, như là ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội hay Sài Gòn. Monsieur le maire, un maire là một danh từ chung, nhưng mà chúng ta nêu cái danh xưng ra chúng ta phải gọi là Monsieur le maire. Đây là một cái lá thư về hành chính. Thưa ông thị trưởng, je souhaiterais compléter, tôi xin cái gì đó, chúng ta nói nội dung ra. Rồi sau cùng chúng ta cũng kết thúc lá thư bằng một cái công thức lịch sử. Dans l'attente de votre réponse, trong khi chờ đợi lời hồi đáp của ông, et avec tous mes remerciements, và cùng với tất cả những lời cảm ơn của tôi, je vous prie de croire, monsieur le maire, à l'assurance de mes sentiments respectueux. Ở đây chúng ta lại thấy một cái công giọng khác, vẫn là động từ qua, rồi danh từ là assurance, không phải là mình coi nhẹ câu này hơn ông hiệu trưởng đâu, nhưng mà có là cái cách chúng ta có thể dùng động từ này, danh từ kia, nhưng mà nó vẫn là cái công thức rất là lịch sử. Je vous prie de croire, monsieur le maire, à l'assurance de mes sentiments respectueux. Ở đây tôi xin giới thiệu một chút về cái chữ joindre une enveloppe timbrée libellée à vos noms et adresses. Khi chúng ta gửi thư cho một cái đơn vị hành chánh, thường thường người ta yêu cầu mình trong cái thư đó phải kèm theo một cái bao thư trắng. Bao thư này có dán tem timbre và có ghi tên và địa chỉ của mình. Một cái lá thư và một cái phong bì có dán tem và để sẵn tên và địa chỉ của mình vào trong cái bao thư này này. Để khi người ta trả lời, người ta dùng cái này, người ta không có tốn tiền của công quỹ. Libellé, une enveloppe timbrée, libellé à vos noms et adresses. Đây cũng là một lá thư hành chánh, l'administration, viết cho ông thị trưởng Monsieur Le Maire. Và cái lá thư này gửi cho ông Le Maire thì gửi bằng lá thư bảo đảm, une lettre recommandée, thư bảo đảm. Thưa ông thị trưởng, Monsieur le maire, chúng ta viết cái nội dung ra và sau cùng cũng viết như thế này: Veuillez agréer, Monsieur le maire, l'assurance de ma considération distinguée. Xin ông thị trưởng vui lòng nhận nơi đây những cái tình cảm đặc biệt của tôi. Các anh chị thấy cái này nó cũng hơi khác của cái thư trước, mà vẫn là một ông thị trưởng, vẫn là viết cho một ông mayor, viết cho một ông mayor, nhưng mà cái này nó có hơi khác một chút, không sao cả. Chúng ta có thể dùng kiểu phía trước và có thể dùng cái câu, cái mẫu câu của lá thư này ở dưới này cũng. Đây là ông thị trưởng của một đơn vị hành chính nhỏ, đó là commune, chủ tịch ủy ban nhân dân, xin lỗi, ông maire de la commune, chủ tịch ủy ban nhân dân xã, để phản đối cái việc mà gây tiếng động ở trong cái khu xóm đó. Thì bây giờ cái người viết là cái ông này, địa chỉ, cái địa danh đó, và viết ngày tháng. Monsieur le maire, thưa ông maire, tức không không chúng ta không dịch là ông thị trưởng nữa, bởi ông này ông chỉ là ở một cái xã, một cái commune nữa, thì không phải là thành phố, không gọi là thị trưởng. Thì nên dùng cái chữ le maire dịch ra tiếng Việt Nam cũng hơi khó, mà nếu chúng ta dịch là chủ tịch ủy ban nhân dân mà dịch ngược lại thì người Pháp sẽ không hiểu. Thì chúng ta tạm nói là ông maire tương đương như là ông chủ tịch ủy ban nhân dân của mình, cái vai trò như vậy. Nhưng mà cái danh xưng chúng ta tùy, nếu thành phố chúng ta dùng thị trưởng, còn nếu ở một cái xã, một cái làng nhỏ, chúng ta người Việt Nam hay nói ông maire, monsieur le maire. Dạ, thưa ông monsieur le maire, je me permets d'attirer votre attention, tôi tự cho phép, tôi xin phép được, tôi xin phép được nói để ông chú ý tới những cái bất tiện mà nó đã xảy ra như thế này. Và sau đó chúng ta cũng dùng cái công thức lịch sử là xin ông thị trưởng. Veuillez agréer, monsieur le maire, l'assurance de ma parfaite considération, thêm cái tính từ parfaite thì cho nó mạnh thêm một chữ. Veuillez agréer, monsieur le maire, l'assurance de ma parfaite considération. Ở dưới cũng là monsieur le maire. Veuillez agréer, monsieur le maire, l'assurance de ma considération distinguée, cũng giống trên này. L'assurance de ma considération distinguée. Và sau đây cũng vẫn là một lá thư trong cái lĩnh vực hành chính, l'administration, và lần này cái lá thư này viết cho một người cao cấp hơn, monsieur le préfet. Préfet là cái ông đứng đầu của một préfecture,
Préfecture là đơn vị hành chánh của một département. Département là một đơn vị hành chánh tương đương với tỉnh của chúng ta. Như vậy chúng ta có thể dịch Le préfet là chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh. Ông này rất là to, quyền hạn rất là lớn. Monsieur le préfet, ở đây là họ đang xin cái giấy phép lái xe đây này. Thì cuối thư, Veuillez agréer monsieur le préfet. Monsieur le préfet. Monsieur le préfet, xin ông préfet, xin ông tỉnh trưởng nhận nơi đây l'expression de ma respectueuse considération. Người ta dùng cái chữ này thì nó lại cao cấp hơn một chút, động từ này veuillez agréer, động từ agréer, l'expression danh từ expression, veuillez agréer monsieur le préfet l'expression de ma respectueuse considération. Ở cái thư dưới cũng là viết cho một ông tỉnh trưởng. Lá thư này gửi cho tới Prefecture này. Chúng ta vừa mới nói Prefecture là một cái đơn vị hành chánh, đứng đầu là ông Prefect. Prefecture này là quản trị một cái département. Département là một đơn vị hành chánh tương đương như với một tỉnh ở bên Việt Nam chúng ta. Vậy chúng ta có thể gọi đây là ông, đây là ủy ban nhân dân tỉnh, và đây là ông chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh. Monsieur le préfet, chúng ta viết cái nội dung ra cuối thư. Veuillez agréer monsieur le préfet l'expression de ma respectueuse considération. Chuyển qua lĩnh vực về luật pháp, khi chúng ta viết thư cho những người làm trong ngành luật, les hommes de loi, loi là luật, những người của ngành luật, chẳng hạn như là đây ông làm về công chứng, thì chúng ta viết là maître. Những người làm trong nghề luật, lệ luật chúng ta gọi là maître. Rồi chúng ta nói cái nội dung ra, và trên này là maître thì dưới này cũng là maître. Dans l'attente de votre réponse, je vous prie d'agréer mettre la science de ma parfaite considération. Trong khi chờ đợi thư hồi đáp của ông, xin ông nhận nơi đây những sự trân trọng tuyệt đối của tôi. Ở trong lá thư trước thì cái người viết cho một ông công chứng viên, ở đây viết cho một luật sư, un avocat, pour lui confier une affaire, viết cho một luật sư để gửi gắm cho luật sư một cái vụ việc gì đó. Người viết để tên ra và địa danh, thưa luật sư, maître, thưa ông công chứng viên cũng là maître, thưa ông luật sư cũng là maître, và sau cùng đây cũng là maître. En vous remerciant à l'avance, trong khi cảm ơn ông trước, je vous prie d'agréer mettre l'assurance de mes sentiments distingués. Cảm ơn trước, remercier à l'avance. Để cảm ơn trước, tôi xin ông luật sư nhận ở đây những tâm tình đặc biệt của tôi. Sau đây cũng gửi cho một ông luật sư để nhắc ông ta về một cái vụ việc. Cher maître. Như vậy tại sao ông avocat này chúng ta lại dùng cher? Vì có lẽ nhắc lại một cái vụ việc. Như vậy cái người này này, cái người mà ký tên là ông Serge Soulier này, có lẽ có một cái chuyện gì mà phải nhờ luật sư can thiệp đó. Mà khi nhờ một luật sư can thiệp thì chúng ta biết phải làm nhiều công đoạn lắm, gặp nhau qua, gặp nhau lại, điện thoại, nhắn tin, gửi giấy tờ, bổ sung, bổ túc hồ sơ, làm rất nhiều việc, có khi kéo dài nhiều tháng. Thì trường hợp này chúng ta đã gặp nhiều lần rồi, chúng ta gọi Cher Maître, thưa luật sư, rồi chúng ta nhắc lại, để nhắc lại rappeler une affaire. Còn lần đầu thì chúng ta chỉ nói là Maître. Bây giờ trong cái chuyện này, trong cái vụ việc này thì có lẽ phải giao tiếp nhiều lần, gặp nhau nhiều lần, thì chúng ta có thể để thêm chữ Cher Maître và cuối cùng cũng Cher Maître. Trên này là Cher Maître, ở dưới cũng là Cher Maître. Veuillez croire Cher Maître à l'assurance de mes meilleurs sentiments. Chúng ta và sau đây là một lá thư viết cho một sĩ quan quân đội cấp đại tá, colonel. Thưa đại tá, chúng ta có thể để colonel hoặc là thêm adjective possessive mon colonel, colonel hoặc là mon colonel cũng được. Thưa đại tá, rồi chúng ta trình bày cái nội dung và cuối cùng vẫn dùng colonel là cái danh xưng ở trong cái câu kết. Veuillez agréer colonel l'expression de mes sentiments très respectueux. Xin đại tá nhận nơi đây sự biểu tỏ các tâm tình kính trọng của tôi. Ký tên là Denise Leclerc. Denise là tên của một người phụ nữ. Không biết đây là viết cho
Đây là bà vợ này viết cho ông đại tá về cái vụ việc của chồng mình. Chồng mình là binh sĩ tên là và bây giờ chúng ta trở lại toàn văn một cái lá thư viết cho một ông hiệu trưởng. Lettre à directeur d'établissement pour lui demander de prendre un enfant comme élève, để xin ông ta nhận một trẻ em làm học sinh. Demander à quelqu'un de faire quelque chose. Monsieur le directeur, thưa ông hiệu trưởng, j'ai l'honneur de vous demander de bien vouloir accepter. Thưa anh chị, đây là một cái mẫu câu chúng ta rất nên học thuộc lòng. J'ai l'honneur de vous demander de bien vouloir accepter. Chúng ta chỉ việc thay cái động từ như thế này. Chúng ta thay cái động từ accepter. Ở đây là nghĩa là thưa ông hiệu trưởng, tôi hân hạnh được xin ông vui lòng chấp nhận trong số các học sinh của ông, đứa con trai của tôi tên là Etienne Loisel, năm nay 8 tuổi. Như vậy, xin ông hiệu trưởng nhận con trai của mình vào. Chúng ta có thể làm một cái để một cái động từ khác để diễn tả một cái ý khác. Tôi xin hân hạnh được yêu cầu ông gửi cho tôi hoặc là làm cho tôi, giải quyết cho tôi. Tất cả những động từ này chúng ta có thể thay, nhưng mà cái mẫu này chúng ta rất nên học thuộc lòng. J'ai l'honneur de vous demander de bien vouloir. J'ai l'honneur de vous demander de bien vouloir accepter parmi vos élèves mon fils Étienne Loisel, âgé de 8 ans, 8 tuổi. Étienne a jusqu'ici été élève de l'école communale de Porte-Joie. Or, cháu Étienne cho tới bây giờ, jusqu'ici cho tới bây giờ đã là AET, đã là học sinh của trường ở trong xã Comuna, là trường của xã. Xã đó tên là Porte-Joie, ở trong cái département là Eure. Ma femme, institutrice, vient d'être nommée à Paris et nous habitons en juillet dans le quartier de 15-20. Vợ tôi là một giáo viên tiểu học, vừa mới được chỉ định về Paris và chúng tôi sẽ cư ngụ vào từ tháng 7 ở trong khu phố 15-20. C'est pourquoi nous souhaitons pouvoir inscrire notre fils dans votre école. Chính vì vậy, chúng tôi mong muốn có thể ghi danh cho con trai của chúng tôi vào trong trường của thầy. Ông này là chúng ta gọi là thầy đi. Đây là một cái công thức thứ hai là chúng ta cũng để ý và có thể học thuộc lòng. Auriez-vous l'obligeance de m'indiquer si je dois venir vous présenter l'enfant et à quelle date? Và chúng ta có thể thay đổi cái động từ này, cũng trên là thay đổi cái động từ này. Auriez-vous l'obligeance de, xin ông vui lòng, cũng giống như bên trên này. Auriez-vous l'obligeance de m'indiquer, xin ông vui lòng chỉ cho tôi là tôi có thể, si je dois venir vous présenter l'enfant, tôi có phải tới trình diện cháu, et à quelle date, và vào ngày tháng nào. Étienne devait passer normalement en cours élémentaire deuxième année à la rentrée prochaine. Trên nguyên tắc, normalement, trên nguyên tắc là vào kỳ tựu trường tới thì cháu Étienne sẽ vào cái lớp CE2. Và chúng ta có dịp học trong cái bài hệ thống giáo dục Pháp. CE2 là lớp cuối của cái chương trình tiểu học. Cours élémentaire deuxième année. Như vậy sẽ có cours élémentaire première année, CE1 và CE2. Cháu này nó lên 8 tuổi, nó học 1 năm nữa, 9 tuổi nó lên trung học. Comme l'atteste le certificat de scolarité que vous trouverez ci-joint avec une enveloppe timbrée. Chúng ta thấy cái người mà viết cho cái ông phụ huynh viết cho ông hiệu trưởng này gửi kèm theo một cái lá thư có dán tem để ông này khi trả lời ông lấy cái lá thư đó ông gửi, ông không phải lấy cái tiền của trường nữa, và giống như là chứng thực cái học bạ certificat de scolarité. Certificat là chứng thực, certificat de scolarité, học bạ, giống như là trong học bạ đã nói, bởi chứng thực cháu này đang học lớp CE2 này. Que vous trouverez ci-joint, mà ông nhận thấy kèm theo đây. Dans l'attente de votre réponse, je vous prie de croire, monsieur le directeur, à l'assurance de mes sentiments respectueux. Cái này chúng ta coi rồi. Cái này chúng ta coi rồi. Ở trong cái bài này, xin các chị nhớ cho hai cái công thức này rất là tiện dụng, rất là lịch sự.
J'ai l'honneur de vous demander de bien vouloir, để thêm cái động từ. J'ai l'honneur de vous demander de bien vouloir. Và cái công thức thứ hai cũng rất là lịch sự. Auriez-vous l'obligeance de faire quelque chose? Trong cái lá thư này cũng là một lá thư viết cho một ông hiệu trưởng, Monsieur Directeur, để hỏi về cái giá của một cái trường nội trú, Anterna. Thưa ông hiệu trưởng, étant depuis longtemps domicilié à Compiègne, Oise, đã từ lâu cư ngụ ở Compiègne, ở trong tỉnh Oise. Oise là một département thuộc khu vực Île-de-France ở sát Paris, ở phía bắc của Paris, tỉnh Oise. Và cái chỗ mà người này, người viết thư này ở là Compiègne. Tous mes enfants y ont fait leurs études. Tất cả các con cái của tôi đều học hành ở cái chỗ này. Toutefois, mon fils Renaud souhaite depuis son plus jeune âge devenir vétérinaire. Tuy nhiên, có một đứa con trai của tôi tên là Renaud, nó lại mong muốn từ khi nó còn rất là nhỏ, depuis son plus jeune âge, từ khi rất còn trẻ, còn nhỏ, nó mong muốn trở thành bác sĩ thú y, một nhân viên thú y. Et je voudrais l'inscrire dans une terminale dont le niveau soit plus élevé que celui de son lycée actuel. Và tôi muốn ghi danh cho cháu, động từ inscrire là VT, tôi muốn ghi danh cho cháu vào một lớp 12, une terminale. Mà ở trong cái lớp này, cái lớp terminal lớp 12 này, thì cái trình độ nó sẽ cao hơn là cái trình độ của cái trường cấp 3 hiện nay. Dans ces conditions, trong các cái điều kiện này, chúng ta lại gặp cái công thức lịch sự này. Auriez-vous l'obligeance de me dire? Ở trên là auriez-vous l'obligeance de m'indiquer. Chúng ta chỉ thay động từ này thôi. Xin ông vui lòng chỉ cho tôi biết là tôi có phải mang cháu tới để trình diện không? Ở dưới này chúng ta thấy, xin ông cho vui lòng cho tôi biết, de me dire, s'il est possible de l'inscrire à Saint-Louis, là cháu có thể được ghi danh, tôi có thể ghi danh cháu vào trường Saint-Louis không? J'espère ne pas avoir trop attendu pour vous écrire. Je sais à quel point votre établissement est recherché. Tôi hy vọng là không có phải chờ quá lâu. Tôi biết là cái cơ sở của ông đã được người ta rất là tìm kiếm như thế nào, recherché. Người ta rất là thích. Trường Saint-Louis là một trường chuyên ở Paris. Et s'il y aurait pour lui une place dans votre internat dont je souhaiterais par ailleurs connaître les tarifs. Và xin này là viết theo cái này. Xin ông vui lòng cho tôi biết là có hay không. Xin ông vui lòng nói cho tôi biết là có hay không một cái chỗ chữ C này, này và chữ C này, này đi theo động từ đi có hay không. Xin đây và xin dưới này. Xin ông vui lòng cho tôi biết, nói cho tôi biết là có một cái chỗ cho cháu nhà tôi ở trong trường nội trú của ông không. Và tôi cũng muốn biết luôn về các cái lệ phí, các cái tiền tiền học đó, tarif. Dans l'attente de votre réponse, je vous prie de croire, Monsieur le Directeur, à l'expression de mes sentiments respectueux, cũng giống như bên trên, trong khi chờ đợi hồi đáp của ông, xin ông hiệu trưởng nơi đây lòng biết ơn những tâm tình kính trọng của tôi.